Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình vừa bước ra ngoài khỏi cửa được đưa chồng đi làm á, thì mình rất là ngạc nhiên khi mà mình nhìn ra ngoài cái sân trường sát bên cái chỗ accommodation mình đang ở á, có một cái hoạt động ngoại khóa của học sinh rất là vui. Mình nghĩ hôm nay không phải là ngày học chính thức á, chỉ là ngày học ngoại khóa, cho nên á mình ít có thấy các em mặc đồng phục, mà thay vào đó là những cái t-shirt màu vàng nè, rồi màu xanh nè, màu đỏ và màu cam rất là đẹp. Các bạn nhìn nè, sân trường trông rất là rực rỡ, trông rất là rực rỡ và sôi động. Hầu như là mình nghĩ là tất cả các em học sinh đều tràn ra ngoài sân để chơi những môn thể thao. Và hôm nay mình rất là đặc biệt, tại vì mình thấy các em là chơi cái môn bóng chuyền, điều mà mình đầu tiên mới thấy ở đây. Tại vì ở đây thông thường mọi người là chơi cái môn bóng bầu dục nè, rồi môn bóng chày nè. Đó, thỉnh thoảng thì mới thấy mọi người tập chơi bóng đá. Nhưng còn hôm nay thì mình thấy cả các em chơi môn bóng chuyền luôn. Và có rất là nhiều những các em học sinh khác đứng bên cạnh để cổ vũ. Ôi, rất là hào hứng luôn. Mọi người hình như là không có khe cái nắng, cái nóng của Papua, mà các em đang rất là hòa mình, hết mình vào thiên nhiên, vào tự nhiên và chơi những cái môn thể thao rất là cần nhiều cái năng lượng. Đây là hình ảnh các em đang chơi môn bóng bầu dục. Đó. Mình thấy trong tất cả các môn á, cái môn bóng bầu dục là cái môn mà cần nhiều sức lực nhất, và ngay cả những cái người chơi á cũng đều là những người đàn ông rất là cao to và lực lưỡng. Và mỗi lần mà các anh mà tranh bóng với nhau á, thì ôi, mình có tưởng tượng đâu là họ đang đánh nhau không á. Nhưng mà đây là một cái môn mà đem lại trái tim say mê cuồng nhiệt cho hàng triệu người dân tại Papua New Guinea và tại nước Úc nữa. Rất là hào hứng và sinh động. Ở đằng kia thì chắc các em đang tập chơi đá banh ha. Đẹp thiệt á. Ok, mình chỉ muốn giới thiệu những hình ảnh hơi đẹp đẽ và rất là truyền nhiều cảm hứng, truyền năng lượng cho các bạn ha, để các bạn biết đây là những gì đang xảy ra tại đất nước Papua New Guinea. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.